Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Tát Đại Chứng Minh. Nguyện
Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Kế Thân Thịnh đại hải chúng Bồ Tát. Kim tử vừa biến chiến đàn khắp sông Pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mấy bảo kiếp thường chớ phong đò biến món hương chi tiền. Pháp thông toàn thể hiện tiền dưỡng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiện thủ thiện nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, Nam mô hắc đa đát na đa đa dạ dạ. Nam mô Na Di Đà Bà Lô Kiền Đề Tướng Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đồ Bà Gia Ma Tát Đồ Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tam Bát Ra Bát Về Số Đa Đa Đam Thọ. Nam mô Tăng Kiến Nằm Đại Mong Ma Di Đà Bà Lô Kiền Đề Tát Phật Ra Lâm Đà Bà. Nam mô Na Ra Bát Đi A Di Ma Bàn Đa Sa Bế Tát Bà Đâu Vô Bằng Ha Thề Dân Tát Bà Tát Đa Tát Ma Bà Già. Ma Văn Đàn Đâu Đáng Việt Ta Na Bà Lộ Hê Lô Ca Đế Thà Ra Đế Dinh Ngơ Rí Ma Na Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Đà. Ma Hê Ma Hê Rí Đà Dân Thù Đô Bố Đô Yết Mông Đô 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 Bát Thà Gia Đế Ma Ha Bát Thà Gia Đế Đa Ra Đa Đa Đề Rí. Ông Phật ra gia gia ra gia ra mà bạc má ra mộng đề đề đi tới tất na ra không Phật ra xa đời bạc xa Phật xong Phật ra xa ra. Ô rô rô ma ra ô rô ô rô hê đi ta ra ta ra tất đi tất đi tố 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 bồ đề gia bồ đề gia. Bồ đề gia bồ đề gia di đề thì gia na ra đề đi sắc ni na ba già ma na ta ba tất đà già ta ba ma tất đà già ta ba tất đà du na tất đà đà già ta ba đà ra bằng thì ta ba ma ra đà ra ta ba na ta ra tất na một cái già ta ba ta ba ma ha tất đà già ta ba già kiếp ra tất đà già ta ba ha. Bạn đà mãi tất đà dân ta ba đà ra thì bạn đà ra nhà ta ba ba bà đỡ tất nghiết ra nhà ta ba.
Nam mô A Di Đà Nam 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 Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Đô Kiết Đế Thích Quán Đa Dạ Tam Bà Ha Bất Điện Đồ Ma Đa Ra Bất Trà Dạ Ta Bà Ha Bất Điện Đồ Ma Đa Ra Bất Trà Dạ Ta Bà Ha Bất Điện Đồ Ma Đa Ra Bất Trà Dạ Ta Bà trong chân niệm vậy mà
ngăn cùng cấp cả gãi trai. Nếu không giữ giới sắc tài điều tán, giới là cội gốc tâm an, giúp người an trụ vững vàng đường tu hành. Không còn luân chuyển bảy môn, đức sanh định tuệ thoát tu thế gian. Thứ hai chế tâm vững vàng, dự dịnh nắm cửa một đàn thắng này. Không theo hữu dụng trần ai, vẫn như người cưỡi ngựa cầm hoài dây cương. Phải nên chế ngự cho thường, hướng hình một chút lạc đường tà mê. Tâm viên ấy mà đáng ghê, trở đến phong dòng thảm thế muôn đời. Rơi vào hố tắm chơi với, chìm trong ngũ dụng bế đời khó ra. Người tu cần phải tránh xa, thầy nghe thường trụ chế tà nơi tâm. Dù cho đi đứng ngồi nằm, người tu phải nhớ âm thầm siêng năng. Thờ ba tiên thực hoàng ngâm, bữa no đủ ấm để hằng lo tu tâm năng trí tuệ an mưu. Đầy hơi nặng bụng lưu bù khó tiêu hòa. Thờ tư chớ năm ngủ nhiều, siêng năng tu tổng hợp điều thầm thấm. Lỗi trừ đánh động tà tâm, nhớ nó mới làm chủ mới hồng thành thế. Phải biết hổ thẹn người ơi, đừng cho đục tật hại đời khổ đau mà. Năm năm nhận chưa mau, phải thường nhận nhìn trước cháu đóng mời. Nhận thường gây lắm nạn tay, người thân xa lánh người ngoài ghét ganh. Vậy ra bảo nghiệp bất thành, thiếu ta công đức tổng thành tự lâu. Dòng là tương cước đức đầu, lấy đi trí thừa đức màu người ta. Người tu cần phải tránh xa, không tham không giận mới là khôn ngoan. Thân ta là giá chánh mạng, chấp chi nặng nhẹ thế gian làm gì. Bỏ đi tham mát sân si, quần nguyên bổn tánh đến đi nhẹ nhàng. Tự xấu kêu mạc bóng an, thường nên khiêm tốn thanh đàn từ bi. Xoa đầu và tự nhớ ghi, người tu bỏ hết những gì thế gian. Sao còn ngạo mạn khoe khoang, để cho thế tục nhìn ngát tức cười. Mình khiêm tốn mãi nơi, sống trần vô trụ thánh thơ tâm mà. Thơ bảy xuyên khúc ninh tà, người tu trừ tuyệt mới là khôn ngoan. Nói rằng ngay ngắn tán đà, không dùng chiêu lạ trắng hàng mỹ đâm nà. Nhờ tâm đón tránh siêng nặng, đạo đời hai mặt rất cần lòng ngay. Thứ tám thiếu dục hằng ngay, lòng ham muốn thường ngày đó tu à. Tham nhiều trí não bị ngu, dễ sanh sự khúc giao du với đời. Người tu nghiêm muốn ai ngơi, thấy nghe như thì đặt nơi đi ta bàn à. Thời chiến tri tốt an nhàn, sống tâm biết đủ niết bàn là để. Không còn khổ não tạo gây, không còn nắm dụng khiến sai tâm mình à. Biết đủ nhà la rộng thịt, nếu không biết đủ thiền tình chẳng vui. Dầu không biết đủ mặn người, nghèo mà biết đủ an vui vậy thì à. Thư người tu hành viện đi, xa nơi huyền não thật thí tâm thiền. Ở nơi tu hội bất yên, dễ sanh nô nhiễm dễ nghiêm trọng ai à. Muôn nén kim phải vua
này giữ tâm thần tịnh thường này lo tu lòng mừng dễ bị tham ô lòng đèn trí tuệ thúc tu thế gian. Mười một tinh tấn luận bàn xiến năng hành đạo vững vàng đường tôn thí như tiểu thí trường lưu đắc năng chuyên thật công phu miệt mài không màng thế lực của ai không màng danh đời sắc tài thế gian một lòng tinh tấn thanh đàn kiến ưa chẳng dính vọng đàn được lên nàng. Mười hai danh niệm chớ quên nhớ điều chân chánh dưới trên thuận hòa thì tâm đục tự di đà không còn sanh khởi niệm tà nghiệp mưa hà tâm tình lục dục khả chừa chứ phiền não bắn không lừa được tâm thấy nghe như thầy không lầm thì là lục tạc không tâm hại ta. Như người nhập trong báo la tắc vô sở quý gọi là bất vọng mười ba thiền định nơi lòng mà giúp tâm từ chủ bất tâm ngoại duyên hà. Sau trần vô trụ là thiền tâm tắc tài liền thấy liền nhớ ông thường trụ cõi lòng mà canh trọng danh diệp bụi hồng thế gian hà. Hồ sanh tâm mẹ niết bàn thượng đương tinh tâm hàng nhà đình sanh như người giữ nước đế canh không cho thì cháy tâm thành quế khai. Mười bốn trí tuệ hiện bày thức không tham đắm trần hai cõi hồng thường tự tính sát nơi lòng chẳng để sai sót ở trong tâm mình. Ê theo pháp Phật chẳng nhìn đắng đắng dài thoát tử sanh chẳng sợ đời Phật thề hải minh sơn nếu không được vậy vì nhớ vì đời trí tuệ không năng tuyệt vời như tiền to lớn đưa người vượt qua không còn sanh tử bệnh già như ngọn đèn đơn sáng nhà vô minh như là tuấn quý hồi sinh như cây kiếm tuệ chặt tình ghép ưa nhờ chiếc điều bèn đốn cưa ngã cây phiền não sớm chưa hát nhà văn tứ tu thật vững vàng lắm tăng lời ít muôn ngàn người tu à. Tuy người mắt thì là phạm phố nhưng có trí tuệ thoát tu thế gian chơi tánh hoặc bận an tâm mình trở về bổn tánh vô sinh an vui thành diệt nghe nhìn nhớ nhiên à. Ngoài thì vô trụ bổn duyên trong thì tịnh tịnh trí hiền nhớ ông mười sáu từ miệng hết lòng thường tư cánh sức cố công tu hành à. Bà đi cái tánh mật lạnh xa thìa năng dục thực hành siêng năng dù cho ở chốn thiền tăng hoặc là giữa chợ cũng hành hành đi thường tự gánh sức nó trị siêng năng tu thần thoát lý nghiệp trần đừng để uổng phí nhân thân để sau hối tiếp ăn năng muộn màng. Phật như người theo chỉ là ngã nhân phải từ bước sáng đến nhà nếu không đi lối tài ta chớ nên trách Phật vậy mà chẳng linh à. Mười bảy dứt bỏ nghi tình chớ đi tự để chứa tin hỏi tiền khắp trong chúng hội tiền ai còn nghi hoặc thì liền hỏi mau à. A nẩu đầu đà bước vào niềm bạch với Phật trắng sao thế dời chân lý của Phật muôn đời bất di bất dịch vậy thời chẳng hay à.
thì nó pháp cứ để hành đi, không còn ý mà thoát ly ai hà. Phố thần diệt đau đó là chân lý bất dịch thoát mà tứ sanh, mười tam độ thoát chúng sanh, nhân người được độ đắc thành á la. Vượt qua biên khổ ta bà, chúng sanh hậu thế độ mà về sau, kể kinh Phật đã truyền trao, tạo duyên được độ thoát rào tứ sanh nà. Mấy lời Phật dạy đến đánh na, trước sau được độ vững tín thoát trần. Mười chín thường tại pháp thâm, thư chúng đệ tứ âm cần hành đi. Phạm thâm còn mãi nhờ ghi, còn thâm tứ đại hợp thì phải tan. Đó là quy luật tuần hoàn, vô thường tranh diệt thế gian cõi trần hà. Nay ta sắp bỏ xác thâm, dân thâm sanh tự pháp thâm thường còn. Tứ chúng chưa có hiểu con, chiến năng tu thật chẳng còn tứ sanh à. Mười hai kết luận đành, hai mươi kết luận đành rằng à, các ông hãy nhớ thực hành siêng năng, động và bất động pháp trần là tước bài hoại khoái cần bỏ đi à. Nơi vậy sau cuối nhớ ghi, ta sắp nhập nhiệm với thì hành đi. Cùng cùng sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Tâm không rốn ráo chưa viện
niết bàn hòa chúng chúng nguyện hoàn toàn tâm thế Phật y đàn bản nhã đạo bồ đề chúng quả chánh chân hàng ngài mang nhã là pháp môn tối thắng cõi chân màu thề thiệp thần chú đánh tri đại lực thiệp thần chú đúng bực quá minh hàng ê chú vô đẳng ngoài lịch ai chú vô đẳng thịnh thức ngoài thần trừ tất cả biến nhân các hồ đức tính đồng giác mổ bốn sư hà thiện nhiên cho thiện bào thơ án làm thần chủ dưỡng như thiết rằng hiện đế mà là hiện đế mà là tăng hiện đế bồ đề ta là hai hiện đế hiện đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề ta là hai hiện đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề ta là quán thanh tịnh độ thần chủ nam mô a di đà bà già đa ta già đa giá ta điệp già tha di trên đô bà tỳ a di đà la thất tăng bà tỳ a di đà tỳ ca la đê a di đà tỳ ca la đa già di đề già già a di đà la đê ba bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa giá đa điệp già tha di đô bà tỳ a di đà bà tỳ a di lê đà tỳ ca lan đa a di lê đà tỳ ca lan đa a di đà già a di đà ca đề tam bà nam mô a di đà bà già ta tha nhà già đa điệp già ta a di lê đô bà tỳ a di đà đa tất tam bà tỳ a di lê đà tỳ ca lan đa a di lê đà tỳ ca lan đa ya ni ni ya ya na di da ta na Nam mô A Di Đà Phật Nam mô
Cần kỳ siêu dân
vị thiện linh hương linh cầu quyền động tổ chư vị thiện linh hương linh kỳ quy thiện long từ chư vị âm linh âm ôn cô hồn hoàng hồn xã chiến sĩ đóng quân đồng bào tử từ tử công đức tổng tốt tăng bà siêu sanh tình đồ phổ miễn âm siêu dương thành phật giữ chúng sanh đồng thành phật đạo nam mô điều trọn thành